Em xin kính chào các bác nhé. Xuống đồ thờ bằng gỗ bên em xin giới thiệu cho các bác một bộ đồ thờ. Bộ đồ thờ này là của một anh khách đã đặt bên em, và em xin giới thiệu luôn cho các bác. Bộ đồ thờ gồm có 5 đài, 2 chân nến, 2 lọ hương, 2 đèn điện, 2 hạc, 1 đế bát hương, 1 mâm bồng. Và sau đây em sẽ quay chi tiết cụ thể cho các bác xem ạ. Đây ạ, hàng bên em sơn đây ạ. Còn màu sơn thì các bác yên tâm, thì các bác sơn theo màu gì em sơn màu đó. Bác thích màu gì em sơn màu đó. Hàng thì đảm bảo chất liệu của Mita, đảm bảo cho các bác. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thật thoải mái, các bác mới thanh toán. Thì các bác yên tâm về hàng chất lượng bên em nhé. Đây ạ, hàng bên em thì rất đẹp. Đấy, các bác nhìn chưa? Em sẽ báo kích thước 3 cái đài nhỏ, đường kính là 10 cm, 2 đài to, đường kính là 12 cm, 1 đĩa bồng rộng 32 cm, 1 đôi chân nến cao 45 cm, 1 đôi lọ hương cao 30 cm, 1 đôi hạc cao 67 cm. Hàng bên em các bác rất chắc chắn. Dạ, đây em quay bên trong đây. Bên trong hàng bên em các bác à. Đây các bác sơn thì em sẽ để mộc bên trong nhé, cho các bác kiểm tra chất liệu gỗ nhé. Còn bác nào muốn sơn bên trong thì sẽ báo trước cho em, còn không thường em hãy để mộc bên trong á. Hàng bên em đây, các bác nào mà thiện chí liên hệ cho em qua số điện thoại là 0988 023 312. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em ạ.